Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc và Tô Cần Quại. Nội dung dựa trên cảm nhận chủ quan của người viết và được tổng hợp cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Nếu thông tin nào chúng tôi đưa ra chưa được chuẩn, các bạn hãy comment xuống phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Mấy hôm nay tôi bị sếp pressing khá gay gắt vì làm những video cắp cắt giật giật khiến anh em viewer nhức nhối. Sau 7749 lời thanh minh với đủ thể loại lý do trên trời dưới biển, thì cái tôi nhận lại được là một lời an ủi trìu mến. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Nghĩ mà nó buồn. Sau bao đêm vắt chân lên đầu gối suy nghĩ, tôi quyết định làm đơn xin nghỉ phép để đi chữa lành. Với số tiền khủng hoảng kinh tế mà mình đang có, tôi quyết định đặt ngay cho mình một vé xem phim không bỏng không nước để xả nhẹ cảm xúc, để chuẩn bị cho lần bị ăn chửi tiếp theo. Và bộ phim tôi chọn là How to Make Millions Before Grammar Dies, tên Việt sắp rút gọn là Gia Tài Của Ngoại. Bộ phim được Giang Cơ Mận đồn rằng hay nhức nhối cái nách và khóc lênh láng cả cái rạp. Để được thoải mái nhất khi trải nghiệm phim, tôi đã say no với tất cả những review phim trước để có cái nhìn nét nhất về bộ phim để ngay sau đó review cho các bạn. Cuối cùng thì hình như là mình không được nghỉ phép cho lắm. Trước khi vào review chi tiết, chúng ta hãy đến với một vài in tư bên lề của bộ phim này nhé. Gia Tài Của Ngoại được sản xuất bởi GDH, hãng phim đứng sau những The Medium, Bad Genius. Những bộ phim đã có dấu ấn trong lòng khán giả Việt ngay trong 2 tuần đầu ra mắt tại sân nhà vào tháng 4. Phim đã thu về 250 triệu bạt, tương đương với hơn 172 tỷ đồng. Ít lâu sau, tác phẩm lập kỷ lục là phim Thái Lan có doanh thu cao thứ 11 trong lịch sử phòng vé nước này, với số tiền thu về lên tới 320 triệu bạt. Tính đến thời điểm tôi làm script này, Gia Tài Của Ngoại sau khi đổ bộ vào Việt Nam đã thu về hơn 32,5 tỷ, trong đó có 45k tiền vé của tôi. Chắc chắn đây chưa phải là điểm dừng của phim, lý do thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ. Một lời khuyên chân thành nhất từ tôi đó là trước khi đi xem phim, bạn nên ngủ đủ giấc, tinh thần thực sự đã sẵn sàng và mang theo một gói giấy ăn, đặc biệt đừng đi xem một mình. Vì dễ bị ăn cơm chó bởi các cặp đôi, tôi đã bị rách te tua tâm hồn rồi. Mà xung quanh toàn mấy đôi lau nước mắt cho nhau, thật tức lắm. Đó là điểm trừ đầu tiên mà tôi dành cho phim. Và điểm thứ hai là thời lượng phim bị dài. 125 phút với một bộ phim tình cảm đã thế nhịp phim còn cực kỳ chậm, khiến cho tôi có vài lúc bị gật gù ngay trong rạp. Phim không có một cú plot twist nào thực sự bùng nổ, khiến tôi phải ối rồi ôi tỉnh ngủ cả. Nếu không bị cay mấy cặp nam nữ xung quanh thì chắc tôi sẽ ngủ ngon hơn. Dĩ nhiên lý do không hẳn là vì phim, mà là bởi vì tôi thiếu ngủ nữa. Nên là xét theo khía cạnh này thì phim liêm. Phim không buồn ngủ, tôi buồn ngủ. Thực ra yếu tố này không xứng đáng bị gọi là chê lắm. Đấy, đến cả chê phim review còn phải khen thì bạn phải hiểu cái tầm của Gia Tài của bà là nó đến đâu rồi. Ok, giờ ta sẽ khen đi. Đầu tiên là câu chuyện của phim. Tôi phải thừa nhận là với kinh nghiệm viết recap những bộ tình cảm của mình, Gia Tài Của Ngoại là một bộ phim khiến tôi bó tay thật sự. Chuyện phim rất dễ để kể, nhưng để lột tả được cái hồn của phim là cả một vấn đề mà Panadol không thể nào giải quyết. Cụ thể thì Gia Tài Của Ngoại xoay quanh câu chuyện đứa cháu Mờ Lem, một cu nhóc đang theo sự nghiệp livestream game. Khác với tộc trưởng người Tây, tuy đã thành thạo 60 bài stream cơ bản, nhưng số mắt xem của cậu chưa từng qua được một bàn tay. Sau khi chứng kiến cô em họ Mui được thừa hưởng căn nhà của ông nội nhờ vào việc chăm sóc ông trong suốt thời gian cuối đời, Mờ liền đến thỉnh giáo cô em để áp dụng công thức lên bà ngoại mình, bà Ama. Sau khi biết bà mắc ung thư giai đoạn cuối, công thức thì đúng nhưng số liệu thì sai. Cuối cùng thì MN đã không thể có được thứ mình muốn. Nhưng muốn biết sau nhưng là gì thì mời các bạn ra rạp xem. Không chỉ xây dựng mối quan hệ ông bà cháu chắt, bộ phim còn vẽ lên một xã hội quá thực. Một xã hội tân tiến nhưng khiến con người dần xa cách, kể cả đó có là những người máu mủ ruột rà. Họ đến với nhau cuối cùng cũng vì lợi ích hơn là vì tình cảm. Tuy nhiên phim không hề có ý phản đối vật chất mà búp quá lố cho tình cảm. Nhà làm phim đã biết ghép chặt hai thứ lại với nhau để song song phát triển xuyên suốt bộ phim. Kiểu bên trong sự hiếu thảo vẫn còn tiền bạc và ngược lại ấy. Một nước đi khá lạ. Nghe thì phim có vẻ rất đời nhưng mà đời thì cũng có đời rít đời rát. Gia Tài Của Ngoại lại không hề ồn ào, kiểu cãi nhau ỏm tỏi, chửi bới loạn xạ lên, mà đơn giản chỉ là sự im lặng. Mê cái cách bà Ama giữ im lặng trước mọi chuyện, từ chuyện con cái, chuyện bệnh tật đến mối quan hệ với anh trai. Tất cả đều là sự bình thản đến lạ. Nhưng phim không chỉ có mỗi tình cảm và nỗi buồn mà còn có cả hài nữa nhé. Ý tôi là khá là hài đấy. Yếu tố gây cười trong Gia Tài Của Ngoại không đến từ những trò lố, cố chọc lét người xem, mà đến từ những lời thoại của ngoại. Những câu cú ngắn gọn, cử chỉ dành cho con cháu đều bộc lộ sự khó tính khó nết của những người già. Nhưng khi nhìn qua lăng kính khác thì lại thấy họ thật dễ thương. Nhất là cái đoạn ngoại Mờ đi mua cá rán ấy, là một ví dụ tiêu biểu nhất cho cái hài mà cảm động. Tôi tin rằng những ai đã từng có những lần đi mua đồ cho ông bà sẽ phần nào thấy được chính mình bên trong đó. Tôi không biết tiếng Thái nên là không dám đánh giá, nhưng về lời sắp tiếng Việt đã góp công không nhỏ trong việc tạo cho người xem, cụ thể là tôi, cảm giác rất là quen thuộc. Sự quen thuộc còn đến từ bối cảnh mà phim lựa chọn, từ nhà ở cho đến bãi tha ma, rồi đường tàu, các thứ. Không nói là tôi tưởng Việt Nam thật luôn nó mới ní. Nói đến đây tự dưng lại thấy nhớ bà ngoại ngang. Câu chuyện hay nhưng để biến nó thành hay thực sự thì cần lắm khả năng diễn xuất của các diễn viên. Vậy họ có làm được không? Họ làm không được mà là làm rất được. Tương tác qua lại giữa hai bà cháu là điểm nhấn. Từ ngôn ngữ, cử chỉ, ánh mắt đều có sự thay đổi theo mạch phim. Tôi đã rất trầm trồ trước màn hóa thân của bà Usha Siamkhum
với vai bà ngoại Ama. Nhưng nếu lên Google mà tra interview của bà thì sẽ thấy đây là bộ phim đầu tay mà bà tham gia. Một fact cho các bạn là bà Usha Siakhum thực ra chỉ là một bà nội trợ rất bình thường, cho đến khi cuộc sống đưa bà đến một vai diễn. Nhưng một nhà hiền triết nào đó từng chia sẻ, đời đã cho mình vai thì tội gì không diễn. Và rồi bà diễn, phần còn lại nhờ các bạn chia sẻ đánh giá ở phần comment. Với độ tuổi thất thập cổ lai hy như thế mà lại còn là tay ngang, không hề được đào tạo bài bản về diễn xuất, vậy mà bà Usha Siakhum vào vai không hề xoắn. Phần đoạn tôi nhớ nhất là cảnh ngoại ngồi trước nhà, nhìn theo bóng lưng của người con trai thứ mà nói: tao không mong nó đến thăm tao, bởi cứ khi nào nó đến tức là cuộc sống nó bất ổn. Dĩ nhiên là tôi không nhớ rõ thoại lắm, nhưng mà đại ý là như vậy. Một ví dụ điển hình cho câu gừng càng già càng cay. Nhưng gừng có cay mà bạn diễn dở thì cũng không ổn. Màn nhập vai của ca sĩ kiêm diễn viên Bill Kin cũng đã để lại dấu ấn kha khá trong tôi. Một chút intu của cậu bạn này cho anh chị em nào cần. Bill Kin tên thật là Buttipong Asaratanakul, là một nam ca sĩ và diễn viên người Thái gốc Hoa, triển vọng đăng lên tại xứ sở chùa vàng. Khác với người bà màn ảnh, diễn viên sinh năm 1999 sở hữu một gia tài vai diễn khá đồ sộ từ truyền hình cho tới chiếu rạp. Theo như tôi đọc được ở một số lời đánh giá thì màn vào vai của Bill Kin chỉ dừng lại ở mức tròn vai chút thôi. Nhưng có quá dễ dãi không? Nếu mà tôi dành cho anh chàng này một cái vỗ tay vì sự hơn mức tròn vai một chút này. Qua sự hóa thân của Bill Kin, ta thấy được những bước phát triển của một mờ từ một thanh niên muốn bỏ ra ít nhưng mà lại hít của thơm, không ke đến người thân, thành một chàng trai sống biết nghĩ, biết quan tâm. Theo tính cá nhân một chút thì phân cảnh mờ gõ vào quan tài để thông báo với bà trên từng đoạn đường qua, và khi xe vào đến nghĩa trang là đoạn cay dần đều sống mũi nhất của cu cậu. Đó cũng là đoạn khiến cậu bùng nổ cảm xúc mà bắt đầu khóc. Thực sự là cảm xúc khi mất đi người thân, đôi khi ta sẽ không khóc được trong lúc làm lễ, nhưng đến giây phút thực sự phải xa rời rồi thì những nỗi niềm bắt đầu như thác đổ, và rồi hệ thống nước mắt nước mũi bắt đầu hoạt động. Ngoài ra các diễn viên khác cũng cho thấy năng lực của mình, từ người mẹ khắc khổ của mờ làm nhân viên tại siêu thị, người con trai thứ cờ bạc nợ nần thường xuyên báo làm mẹ già lo lắng, đến người anh cả có điều kiện thương mẹ nhưng chăm sóc mẹ một phần cũng vì tài sản của mẹ. Những người con như chúng ta đâu đó nhìn thấy chính mình bên trong cả ba người con này của bà Ama. Men nhớ bà ngoại X2. Tiếp đến là màu sắc và âm nhạc trong phim. Về âm nhạc của những bộ phim kiểu thế này thường sẽ là những bản nhạc lâm ly bi đát nhằm nhấn mạnh vào cảm xúc cho người xem, nhưng gia tài của ngoại lại không làm như vậy, mà thay vào đó là những khoảng tĩnh với những âm thanh của cuộc sống. Chính cách lựa chọn âm thanh và bối cảnh đã tạo nên sự ấm áp cho phim. Sự ấm áp còn đến từ yếu tố màu sắc, khi nhà làm phim đã chọn tông màu sáng, kể cả khi tối ta vẫn có thể thấy rõ biểu cảm của nhân vật. Từ đầu năm đến giờ, người xem đã được trải nghiệm hai bộ phim hơi hướng tình cảm made in Việt Nam. Mỗi phim đều có cái hay và cái dở riêng, nhưng cả hai phim này chưa chạm đến được cảm xúc đủ để tôi phải rơi nước mắt. Có thể là do tôi chưa thể đặt bản thân vào nhân vật để cảm thông chẳng hạn. Đến khi va phải gia tài của ngoại thì mọi thứ thật là lênh láng. Suy cho cùng thì những bộ phim được chuẩn bị kỹ lưỡng, một câu chuyện có đầu có cuối, lời thoại gọn gàng dễ hiểu, diễn viên diễn đúng cái hồn vai diễn vẫn sẽ luôn chiếm được tình cảm của người xem. Trên đây là những gì mà tôi cảm nhận được sau 125 phút của gia tài của ngoại. Bạn đã xem và khóc chưa? Nếu rồi thì hãy để lại cảm xúc của bạn ở phía bên dưới nhé. Còn chưa thì hãy cân nhắc và trải nghiệm phim này nhé. Công sức đi làm của bạn xứng đáng với điều này. Và cũng xứng đáng chẳng kém đó là những chiếc áo của Trung Cuối. Với mẫu mã đẹp đã thế là còn hài, còn weibo, còn nhiều thứ khác, Trung Cuối hân hạnh tài trợ cho trang phục của bạn với mức giá đã được niêm yết ở trong phần link ở dưới phần mô tả, hoặc ít hơn nếu các bạn dùng mã giảm giá. Còn nếu bạn muốn nhiều hơn về kiến thức, meme, tin tức về phim ảnh thì đừng ngần ngại mà hãy đến với Phim Này Hay Phết. Ở đây chúng tôi có đủ các loại món ngon về môn nghệ thuật thứ bảy cho các bạn. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.